Rồi, hello, xin chào anh em nữa nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Rồi, có một cái combo kèm bán cho anh em là 200.000, chuyển khoản đủ bao ship luôn nha anh em. Đó, 200k chuyển khoản đủ bao ship ha. Còn nhận hàng thanh toán anh em chịu phí ship giùm em. Rồi, thanh lý nha. Nè, cho anh em xem từng cây nè. Đó, cây Fujiya này vậy anh em mình vệ sinh là khỏi chơi ha. Với cây bấm code nè, tuốt dây nè. Hai cây này không à. Vệ sinh nha là bán đủ tiền luôn rồi đó. Rồi, cây mỏ lết nữa nè nghe anh em, máy chạy như xong. Cây mỏ lết nè, cây kìm nhọn nè. Đó, hai cây kìm nhọn ha. Rồi hai cây này nữa nè. Vậy anh em mình ngoài dây cũng được. Cây này vệ sinh thì lửa đẹp nè. Đó, các cộng lực ha. Lửa MCC luôn ha. Kìm mỏ nhọn nè, hai cây luôn. Hai cây này còn đẹp ha. Ba cây kìm mỏ quả ha. Cây lotter nè. Cây này tớp. Cây lotter, cây tớp. Cây cây này. Đây một cây nữa. Kìm cua nè. Kìm cắt của Daiso. Đây cây kìm cạp này nè ha. Kéo này. Này. Đó, combo này bán cho anh em là 200k nha. 200.000 chuyển khoản đủ em bao ship luôn.